Hello hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Vật của chương trình là sẽ dành tặng tất cả mọi người tri ân những bạn nào vào sớm nhất vào xem clip của Mơ Sướng thì dành tặng các bạn hai nick. Thì các bạn có thể đổi được mật khẩu và chơi được luôn và nick đó là của các bạn. Thì sẽ dành tặng cho đến khi nào kênh đạt 1 triệu subscribe luôn các bạn nhé. Thì các bạn đừng quên rằng nếu bạn nào muốn nick hay có bạn bè nào giới thiệu đến shop Mơ Sướng giúp mình nhá. Rồi, đây mình sẽ quay mua các bạn hai nick 50.000 này. Đấy, có thể đổi được mật khẩu 100% các bạn nhé. Để tiến các bạn nào vào sớm để có một cái gì để gọi là một cuộc đua. Đấy, cứ cánh thông báo của Mơ Sương là bắt đầu là vào để nhận hai nick. Yên tâm, nick quay đến đó 50.000 của mình rất là VIP cho nên là các bạn cũng phải thắc mắc. Đấy, nick đầu tiên sẽ là Quang Đăng Cây 123 này, mật khẩu là RT Som PVN này. Nick thứ hai là Piu Te Prepin này, mật khẩu là SR. Các bạn có thể tạm dừng lại và vào các bạn nhé. Đấy, tăng độ khó cho tất cả bạn đấy. Rồi, mời các bạn hãy xem một siêu phẩm KDC của mình nhé. Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. KDC là một vị tướng ra đời thuộc dàn Lucky cừu nhất game của mobile này với các nốt thắng tâm. Thì đến mua hiện tại bây giờ thì nó xuất hiện rất nhiều trong giải đấu chuyên nghiệp và trong các bậc thắng nhất đấu. Thì không biết ở các cánh vàng, bạch kim và kim cương tinh anh thì KDC có xuất hiện có nhiều hay không. Thì kẻ đó mình không biết, nhưng hiện tại đây là một vị tướng rất mạnh. Và chỉ mạnh ở phiên bản mùa này thì KDC mới xuất hiện khi mà phù hiệu ra thôi. Đấy, trước tiên thì mình giới thiệu phù hiệu thì mình sẽ đến đánh nhau cái phá là cái đá. Đấy. Ở đầu game thì có 4 người vào cấp rừng đường binh. Thì mình tại sao mình lại không vào giai đoạn đầu tiên các bạn nhé? Bởi vì mình phải farm được level 2 thì lúc đó mình mới vào tham gia giao tranh cùng team. Đây cái phá này chạy được con sâu. Phá này thì chắc chắn Alistair không thể chạy rồi. Chữa 1 này, chữa 2 này, chữa 2 áp tục này. Đấy, cách thức combo của Galaxy thì hầu như chắc tất cả các bạn ai cũng đều biết rồi. Nó khá đơn giản thôi. Mình chỉ nói một chút về cái phù hiệu, đó là phù hiệu má tính. Mình sẽ cấp cho KDC phù hiệu má tính. Thì tại vì sao nó lại được hot pick ở trong cái phiên bản gần đấy. Và nó được rất là hot ở trong cái đi giải đấu chuyên nghiệp. Chẳng hạn các bạn đều thấy nhiều cái người đi mid cầm KDC này nó rất tốt. KDC là một vị tướng nó không mạnh lắm ở giai đoạn đầu game, nhưng nó mạnh ở giai đoạn giữa game và late game rất là nhiều. Khi mà nó sở hữu cho mình đủ cái lửa sát thương để combo một đối phương chết. KDC là một vị tướng nó có thể là diện rộng khá tốt. Đây đây, chiều này hấp hấp tỏa này. Áp lấy rồi, hay quá nhỉ. Ui cái đu kìa. Đây anh cái đu này anh ghế thế. Ui ui sự tốc biến nhạy cảm thế nhỉ. Đấy. Và mình sẽ nói quá một chút điểm yếu điểm mạnh của các KDC. Rồi mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách chơi về mã phù hiệu mã tính này. KDC điểm mạnh của nó là có thể có khẩm thị cứng rất tốt để từ chiêu 2, lượng sát thương rất là dồi dào để từ chiêu 3 và chiêu 1. Thì chiêu 3 chiêu 1 của nó, chiêu 3 thì kỹ năng của nó sẽ khá đơn giản, ai cũng dùng được. Những chiêu 1 của nó là kỹ năng định hướng sẽ khó dùng một chút, nhưng là thực dạng dễ nhất trong các chiêu định kỹ năng định hướng. Bởi vì chiêu 1 của nó rất là rộng, tầm rất rộng và rất là dễ dùng. Đấy, thì sát thương chính của nó đến từ chiêu 1 và chiêu 3 của nó. Chiêu 3 của nó thì khi các bạn bật thì sẽ kích hoạt được 4 lần tới một vị tướng. Đấy. Thì chơi như nào ạ? Chơi như nào thì nó khá đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn là một vị tướng đi mid. Mình sẽ nói quá một chút về các kỹ năng đi đường mid. Các bạn nào đi mid cái điều kiện đủ và đạt để tất cả các bạn muốn di chuyển cùng với team ấy thì các bạn phải giải quyết thật nhanh ba con lính ở đường mid các bạn nhé. Các bạn đừng quên rằng đi mid thường mình gặp rất nhiều bạn đi gánh mà các bạn bỏ ở đường mid này là các bạn rất là phéo nhá. Các bạn giải quyết ba con lính này ở mid thì các bạn sẽ lựa chọn ở đường trên hay đường dưới. Thì ở đường trên có đánh nhau thì chắc chắn là đây đây phá này các bạn nhá, chơi này mũ rác này đủ đám không, bình sửa có liềm ạ, để biết ngay có liềm của ôi rồi mấy thằng ná nó không chơi mình ạ. Ôi phá này cắm cày đùi này có cái máy đấy các bạn nhá, không giết được cái con mũ rát nhưng mà anh đã cho không giết mình ạ. Choáng chết đây, chứ một nó chết đủ đám rồi, hay quá. Rồi mình sẽ nói quá một chút khi tất cả các bạn sử hiểu sử dụng chiêu mã tính này. KDC ấy, nhiều bạn có cái thói quen bật chiêu bá trước cái combat, thương các bạn như vậy để cho các bạn để cái lửa sát thương ở zone nó sẽ tốt hơn đấy. Nhưng khi tất cả các bạn cầm chiêu mã tính này, chúng ta từ từ để sử dụng chiêu 3 các bạn nhé. Bởi vì chiêu 1 và chiêu 2 là cái kỹ năng định cái chiêu thức nó rất là xa, nó đủ cho chúng ta có thời gian để sử dụng chiêu thức trước, sau chúng ta sẽ bật chiêu 3 sau không muộn.
Đấy, chẳng hạn phá này này. Đấy, các bạn thấy chưa, bật chiêu 3 này. Mình sẽ bật chiêu 1, chiêu 2 trước. Sóng đó, mình sẽ được hồi chiêu 1 lần nữa. Thì các bạn phải hiểu, chiếu 1 đã sát thương chính của vị tướng Kadichi này. Khi các bạn có đô, một bướm này có thể gây được hơn một nửa máu của đối phương. Nếu các bạn trong một combat các bạn dùng được 2 bướm, khi 2 bướm nó có thể giết được một mảng ạ. Và các bạn kết hợp chiếu 3 nữa, kết hợp chiếu 3 và chiếu 2 của nó sẽ được dùng 2 lần ạ. Thì đấy là một cái lượng sát thương dồi dào khổng lồ của vị tướng Kadichi này. Và mới gần đấy, thì trong các giải đấu chuyên nghiệp người ta được dùng đến Kadichi rất nhiều. Và nhiều trận lật keo gánh tím rất tốt đến từ vị tướng Kadichi này. Còn trở lại trận đấu ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu và hướng dẫn tất cả bạn những gì ạ. Thứ nhất là bằng phù hiệu mát tính. Mát tính này thì hầu như ai cũng biết sử dụng rồi. Còn build của nó thì khá đơn giản thôi, mình đã để ở trên clip đấy. Và các bạn đều biết có clip thì đều biết lượng đô. Thì mình sẽ lên cái trường bùng nổ là cái đầu tiên. Kadichi chúng ta lên phun đám các bạn nhé. Bởi vì nó là một vị tướng có sử dụng các kỹ năng chiêu thức, nó ở tầm rất là xa nên chúng ta giữ vị trí rất tốt các bạn nhé. Đây, cái pha này chiêu 2 choáng đi chạy đi đâu ạ. Chiêu 2 hất chiêu 1 rồi đủ đám ạ. Nó khá là đơn giản cách dùng chơi vị tướng Kadichi này. Nhiều bạn thắc mắc rằng là khó nhất là ở đâu ạ. Khó nhất không phải là cách dùng chiêu thức mà khó nhất là cách sử dụng cách đứng vị trí ạ. Cách chọn vị trí của Kadichi nó rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ mình nói nôm na nhá, con Nagaroth mà nhảy vào mình là mình sẽ chết. Burat choảng vào mình sẽ chết. Cho nên làm như thế nào để không bị nó ké hoặc không bị chết ạ? Thì cách đơn giản thôi. Đây đây đây, phá này từ từ mình sẽ có bắt này. Rồi, chơi luôn chơi 1 này. Rồi, bị bật chơi 3 nhá. Các bạn hãy nhớ cho mình cái điều ấy ạ. Rồi. Khi mình phải sử dụng chơi 1, chơi 2 trước, lúc đó mình sử dụng chơi 3. Các bạn hãy ghi nhớ cho mình cái điều này. Thì các bạn mới chơi được tốt ở tấm vị tướng Kadichi ở phiên bản này. Với lại thứ hai là làm như thế nào để có thể giữ vị trí thật tốt ạ. Thứ nhất, các bạn sẽ không để cho các bạn bị làm một cái mục tiêu để cho thằng Nagaroth hay để chiến dịch ké. Thì làm sao để cho không trở thành một mục tiêu ạ? Khi các bạn không được xuất hiện sai đầu tiên, các bạn tự đặt tình huống ngược lại. Khi tất cả các bạn là sát thủ đi, các bạn không thể đứng xạ thủ nó ở đâu mà thấy các bạn hoặc là thấy thằng Kadichi thì các bạn sẽ giết ai ạ? Chắc chắn sẽ giết thằng Kadichi thôi. Thì chúng ta vẫn dùng vào cái điều này để chúng ta giữ vị trí ạ. Chúng ta trong combat một chắc chắn chúng ta giết được nó thì chúng ta sẽ lộ sai. Còn khi tất cả các bạn có mắt tổng thì các bạn hãy để ý thằng sát thủ nó trước thì chúng ta mới tròn vị trí sau. Các bạn thường thì nói rất là dễ ạ, những cách làm như thế nào thì nó khó đấy. Khi trước khi các bạn vào trận đấu, trận đấu này mình sẽ né được Nagaroth ra là sẽ chơi được đấy, các bạn thường nói như vậy và bản thân mình nói như vậy nhưng toàn bị nó giết ạ. Đấy, thì đó là cái rất là khó, nói và làm thì nó rất là khó. Cho nên mình vẫn nhắc lại tất cả các bạn, đây là cái cần các bạn phải lưu ý là cách giữ vị trí, không có một cách nào khác. Còn một cách thứ hai ạ, các bạn có thể là giữ được vị trí ạ, là các bạn giết được một phát thằng nó chết luôn ạ. Đấy, đấy là cái cách để các bạn giữ được vị trí tốt hơn là thằng Nagaroth đúng không? Nó bay vào các bạn thì bạn giết được nó chết luôn. Đấy là cái cách không khả thi, chỉ có 10% xác suất xảy ra khi thằng Nagaroth bay vào các bạn giết được nó. Đó là cái cách các bạn quá sạch, các bạn chả sợ ai cả. Nhưng đó là cái cách mình không muốn truyền đạt để các bạn. Mình muốn truyền đạt các bạn là thằng Nagaroth ở đâu, thằng Burat ở đâu thì mình sẽ đi đứng sau đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình đã thấy sai được thằng Burat và thằng Nagaroth thì mình nói thẳng các bạn, không thằng nào có thể giết được mình ở hết đấy. Đấy, đó là cái quan trọng khi tất cả các bạn chơi Kadichi nhá. Clip này từ đâu đến cuối clip này thì mình muốn nói cho tất cả các bạn 3 điểm mấu chốt của một vị tướng Kadichi. Thứ nhất, khi tất cả các bạn đi đường ạ, cái quan trọng nhất đó chính là 3 con lính ở đường mid các bạn phải giải quyết triệt để nó thì hẳn di chuyển đi chỗ khác. Chẳng hạn như giai đoạn đầu game ạ, 4, đó là một ví dụ điển hình rất tốt khi mình phải phám 3 con lính đầu tiên. Tiếp địch 4 thằng kéo vào rừng mình để cho nó đánh nhau kề nó. Tiếp mình chết 1 thằng ạ. Sau mình lên level 2, mình lao vào mình đánh, tiếp nó chết 3 thằng ạ. Thì cái nào lợi thế hơn, đó là một cái ví dụ triệt để nhất. Còn cái thứ hai mình muốn truyền đạt đến tất cả các bạn, đó là cái phù hiệu mát tính. Khi các bạn muốn sử dụng triệt để cái phù hiệu mát tính, yêu cầu các bạn hãy sử dụng chiêu 1, chiêu 2 trước. Xong lúc đó chúng ta sẽ sử dụng chiêu 3. Khi sử dụng chiêu 3 luôn thì chiêu 1, chiêu 2 được hồi thời gian hồi chiêu. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm một lần nữa là chúng ta sẽ sử dụng được 5 chiêu trong một lần combat rất là nhanh. Đấy, và cái thứ ba đó là cái giữ vị trí.
khi các bạn muốn giữ vị trí tốt với những vị tướng nó có thể kẹo. À, cái thằng này bay bay hay thế nhỉ. Chết này, chết. Ui không đủ đám kìa. Khi các bạn muốn đứng giữ vị trí tốt với những vị tướng sát thủ nó kéo mình, thì việc đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy nó ở đâu thì chúng ta mới được lộ diện. Còn nếu các bạn lộ diện trước thì các bạn thường nói là tại sao là em chơi con KDC toàn bị giết ạ? Thì làm gì con chiếu chảy đâu các bạn. Con này làm gì con chiếu chảy ạ? Đi bổ thì các bạn lấy gì ra mà các bạn ôi rồi ôi rồi. Đấy, đó là cái điều thứ hai nhá. Con cái điều thứ ba nào nhỉ? Đúng rồi, ba điều đó. Thì ba cái quan trọng nhất ở trong cái clip này thì mình đã truyền đạt đến tất cả các bạn. Còn cái kỹ năng túng chiếu thức, cái này mình không hướng dẫn được mà là ở các bạn ạ. Chẳng hạn như một cái trận đấu đó tùy vào cái nào bổ các bạn, các bạn hack nào thằng nào thì được quyền các bạn ạ. Còn thì cái kỹ năng thì cái đấy không hướng dẫn được, chỉ có hướng dẫn những cái kinh nghiệm thì tất cả các bạn chơi một vị tướng thôi. Còn các bạn mà nắm rõ được cho mình ba cái điểm đấy ấy, các bạn đã giành được 70% tỷ lệ gánh team thôi ạ. Còn chắc chắn đi đường thì các bạn là một trong những người đi đường rất tốt. Còn các bạn nói là KDC đến gánh được nào ạ? Khi tất cả các bạn giải quyết cho mình ba con lính thì các bạn sẽ đi gánh một cái đường nào đó các bạn chọn rất là dễ thôi. Đấy, thì đây là pha gặp mặt cuối cùng thôi. Trận đấu này khá xanh và mình dự bị trí khá tốt các bạn nhé. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên rằng là hãy ủng hộ ở shop Vân Sướng VN để giúp mình nhé. Mỗi ngày mình đều dành tặng các bạn hai cái nick đến 1 triệu subscribe như thôi. Và clip đến đây kết thúc rồi. Và chúc tất cả các bạn sử dụng cái lịch sĩ leo đánh tốt nhá. Vẫn đã có nợ đó các bạn ơi. Mà yêu, bye bye.